U23 Việt Nam ngáng đường đối thủ mạnh, lại thêm tín hiệu vui, huấn luyện viên Chu Xi đỡ buồn. U23 Việt Nam hòa 0-0 trước U23 Tajikistan ở trận giao hữu tối 23/3. Trong chiến dịch chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2024. Sau chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U23 Tajikistan cách đây 3 ngày, U23 Việt Nam cùng đối thủ này đã có màn tái đấu lúc 22 giờ ngày 23 tháng 3. Đây là trận đấu thứ hai của thầy trò ông Muley Ajegorua trên đất Tajikistan. Trong chuyến tập huấn chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2024, so với trận đấu trước đó, U23 Việt Nam có 10 thay đổi trong đội hình xuất phát. Nhiều gương mặt tiềm năng như trung vệ Lê Nguyên Hoàng, hậu vệ Hồ Văn Cường, tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa hay các tiền đạo Trần Mạnh Quỳnh, Nguyễn Minh Quang được xuất đá chính. U23 Việt Nam có nhiều gương mặt tiềm năng trung vệ Lương Duy Cương đeo băng thủ quân ban huấn luyện U23 Việt Nam muốn tận dụng trận đấu để các cầu thủ chứng tỏ năng lực và lấy lại cảm giác thi đấu, trong bối cảnh rất nhiều sao trẻ không được chơi ở V-League để tích lũy kinh nghiệm. Cũng giống trận trước, các cầu thủ U23 Việt Nam nhập cuộc tự tin, chơi lấn lướt và tạo được một số cơ hội rõ nét. U23 Việt Nam đẩy cao đội hình pressing quyết liệt, khiến U23 Tajikistan khó triển khai tấn công. Minh Khoa cùng đồng đội cũng luôn chuyển bóng rất nhanh, phối hợp đập nhã nhuyễn, đặc biệt ở hai cánh nhằm tạo ra nguy hiểm. Trong đó đáng chú ý nhất là pha đi bóng tốc độ bên biên trái của Minh Quang, vượt qua được thủ môn của U23 Tajikistan và tung ra cú sút sệt chéo góc. Tuy nhiên, bóng lại đi chệch cột dọc. Minh Quang, áo trắng, chơi xông xáo sau giờ nghỉ. U23 Việt Nam tiếp tục điều chỉnh con người lẫn lối chơi. Các học trò của ông Muley đã trực diện và tốc độ hơn. Phút 57, Văn Cường đi bóng tốc độ loại bỏ hàng thủ U23 Tajikistan rồi chuyền dọn cổ vào trong. Tuy nhiên trước khung thành bỏ trống, Bùi Vĩ Hào lại băng vào sút hụt, rồi sau đó Hà Văn Phương đá bồi chệch cột đáng tiếc. Nhưng đến giữa hiệp 2, U23 Việt Nam lại xoay tua cầu thủ, tạo điều kiện cho nhiều gương mặt dự bị vào sân. Việc xáo trộn đội hình khiến Vĩ Hào cùng đồng đội không còn tạo được áp lực ổn định. Hai đội tạo ra thêm một số cơ hội ăn bàn, nhưng không thể tận dụng. Trận tái đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Tajikistan kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Kết quả làm vừa lòng hai đội, đặc biệt là U23 Việt Nam khi toàn bộ đội hình đều đã có cơ hội thể hiện. Màn trình diễn của cầu thủ cũng cho thấy nhiều điểm sáng. U23 Việt Nam đang chạy rốt đa để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2024. Đội bóng của huấn luyện viên Philippe Troussi nằm cùng bảng U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia. Mục tiêu mà đội hướng tới là vượt qua vòng bảng, sau đó tính toán giành một trong ba vị trí dẫn đầu, vô địch Á quân hoặc hạng 3, để giành vé đến Olympic Paris 2024. Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đang có nhiều nỗi âu lo ở vòng loại thứ hai World Cup 2026, đội U23 Việt Nam đem lại niềm vui cho huấn luyện viên Chu Xi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.